Ba nơi người có tuổi tốt nhất đừng đến, lợi đâu chưa thấy mà mất thêm vượng khí. Như một khúc ca ngân nga vang vọng theo năm tháng, cuộc đời mỗi con người là một hành trình dài đầy biến động, trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc. Khi bước vào độ tuổi trung niên, ngưỡng cửa quan trọng đánh dấu nửa cuộc đời, ta có cơ hội nhìn lại những gì đã qua, trân trọng những gì đang có và suy ngẫm về tương lai phía trước. Ở giai đoạn này, con người ta thường trở nên chín chắn, thấu hiểu hơn và có những quan niệm sống riêng biệt. Một trong những quan niệm được lưu truyền qua nhiều thế hệ chính là việc người có tuổi nên hạn chế lui tới ba nơi để tránh rước họa vào thân và giữ gìn vượng khí cho bản thân. Vậy, ba nơi đó là gì? Một, nơi thị phi, nhiều tranh cãi. Công sở, môi trường làm việc đa dạng với nhiều tính cách, quan điểm khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh thị phi, tranh cãi. Nơi bàn tán chuyện người khác, việc xen vào chuyện thị phi, đúng sai của người khác không mang lại lợi ích gì, thậm chí còn khiến bản thân mang tiếng xấu và ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Gia đình người khác, mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng, việc can thiệp vào chuyện nội bộ gia đình người khác có thể khiến bạn gặp rắc rối và tổn hại các mối quan hệ. Tại sao người có tuổi nên tránh xa những nơi này? Gây ảnh hưởng sức khỏe tinh thần. Việc tiếp xúc thường xuyên với môi trường thị phi, tranh cãi có thể dẫn đến căng thẳng, lo âu, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Mất thời gian quý báu, thay vì dành thời gian cho những việc có ý nghĩa như vun đắp gia đình, theo đuổi đam mê, người có tuổi lại lãng phí thời gian vào những chuyện thị phi, vô bổ. Gây tổn hại danh tiếng, việc tham gia vào những tranh cãi, mâu thuẫn có thể khiến bạn mất thiện cảm trong mắt người khác, ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín cá nhân. Gây rạn nứt các mối quan hệ, việc xen vào chuyện gia đình người khác hay bàn tán chuyện người khác có thể khiến bạn mất đi những mối quan hệ tốt đẹp, tạo rào cản trong giao tiếp và kết nối. 2. Nơi ăn chơi sa đọa. Chốn ăn chơi, nhậu nhẹt, môi trường này thường gắn liền với những tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và danh tiếng. Nơi cám dỗ, xa hoa, giai đoạn trung niên cần tập trung cho gia đình và sức khỏe, tránh xa những nơi cám dỗ vật chất, xa hoa để giữ gìn bản thân. Lý do người có tuổi nên hạn chế lui tới những nơi này: nguy cơ tiềm ẩn tệ nạn xã hội, tham gia vào các hoạt động ăn chơi sa đọa có thể khiến người có tuổi sa vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Gây tổn hại sức khỏe, việc sử dụng nhiều rượu bia, chất kích thích có thể dẫn đến các bệnh về gan, tim mạch, ung thư, ảnh hưởng đến tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Mất đi hình ảnh đẹp, ở độ tuổi trung niên, người ta cần giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt con cháu và cộng đồng. Việc thường xuyên lui tới những nơi ăn chơi sa đọa có thể khiến họ mất đi sự tôn trọng và tin tưởng từ người thân, bạn bè. 3. Nơi thịnh soạn, nhiều tiệc tùng. Tiệc tùng công việc, việc tham gia quá nhiều tiệc tùng công việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian dành cho gia đình và công việc chính. Tiệc tùng vô bổ, gặp gỡ bạn bè là điều tốt, nhưng cần chọn lọc những mối quan hệ thực sự. Hạn chế tham gia những bữa tiệc vô bổ, chỉ mang tính xã giao. Tại sao người có tuổi nên hạn chế tham gia các hoạt động này? Lãng phí thời gian và tiền bạc, tham gia quá nhiều tiệc tùng có thể khiến người có tuổi lãng phí thời gian quý báu và tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Gây ảnh hưởng sức khỏe, việc ăn uống quá nhiều, thức khuya và sử dụng nhiều rượu bia trong các bữa tiệc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên. Mất đi sự bình yên, cuộc sống vốn dĩ có nhiều ồn ào, náo nhiệt. Việc tham gia quá nhiều tiệc tùng có thể khiến người có tuổi cảm thấy mệt mỏi, stress và mất đi sự bình yên trong tâm hồn. Lời khuyên cho người có tuổi: tập trung vào những giá trị cốt lõi. Ở độ tuổi trung niên, hãy tập trung vào những giá trị cốt lõi như gia đình, sức khỏe và những đam mê thực sự. Hạn chế dành thời gian cho những việc vô bổ,
không mang lại lợi ích gì cho bản thân và gia đình. Trân trọng thời gian là vô giá, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên. Hãy trân trọng từng phút giây quý báu và dành thời gian cho những việc thực sự ý nghĩa. Giữ gìn sức khỏe là nền tảng cho mọi hạnh phúc. Hãy duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và ăn uống đủ chất để bảo vệ sức khỏe bản thân. Tìm kiếm sự bình yên, cuộc sống cần có sự cân bằng giữa ồn ào và tĩnh lặng. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn, thiền định và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Kết luận, tuổi trung niên là giai đoạn chín chắn, thấu hiểu và trân trọng những giá trị đích thực trong cuộc sống. Việc tránh xa ba nơi thị phi, sa đọa và tiệc tùng vô bổ sẽ giúp người có tuổi giữ gìn vượng khí, sức khỏe và tận hưởng cuộc sống bình an, hạnh phúc. Hãy trân trọng bản thân, vun đắp gia đình và hướng đến những giá trị đích thực để có một cuộc sống viên mãn và ý nghĩa.